Bây giờ đang là 11 giờ 20 phút, ở Việt Nam là khoảng 9 giờ 20 đó mọi người. Hàn Quốc chênh nhau 2 tiếng mà. Mọi người ơi, bây giờ mình đang làm cà muối này, cà pháo. Cái cà này thì của em Tiên gửi cho mình đó, về One TV đó. Em mới bảo là thèm ăn cà nhưng mà không biết muối, thế là mua gửi lên cho mình. Chồng mình đang ngủ ở trong phòng, chui ra bảo làm gì mà còn mày mỏ dưới bếp đó. Bây giờ đang là 11 giờ rồi, vừa cho hai đứa đi ngủ xong. Hôm nay thì mình bận dọn nhà đó, với lại quay clip chỉnh sửa các thứ, bây giờ mới có thời gian. Quả nào to thì mình cắt đôi như thế này này, quả nào nhỏ nhỏ thì bổ một nửa như thế này thôi. Sợ nó chua quá đó, nên là mình được ăn ké. Cà này Tiên nó mua được cái cà quả to này nhưng mà rất là non này. Mới đầu mình tưởng nó to là ở trong nó dài nhưng mà không phải nhá. Ở trong nó non, rất là non đó, chắc là ngon lắm ạ. Cà thì mình đã ngâm được 30 phút này, mình mới vớt ra và để ráo á. Bây giờ mình sẽ cho vào cái lọ thủy tinh này. Ở nhà thì lọ nhựa cũng có nhưng mà mình dùng cái lọ thủy tinh thì nó đảm bảo hơn á. Cái này là mình làm riêng cho Tiên đó mọi người, tại vì Tiên ăn được cay. Tỏi với ớt mình sẽ cho vào đây từng lớp một. Chứ mình thì mình không dám cho nhiều ớt thế này đâu, tại vì nhiều lắm. Làm cho Tiên trước rồi mình thì làm sao cũng được. Chắc cái lọ này nó không được bao nhiêu sao nhỉ. Chết rồi, tưởng nó to mà hóa ra mà thấy nó bé này. Sau đó mình sẽ đổ nước vào này. Nước ở đây thì mình mới pha nước ấm nhá. Ngon chưa, cho mấy quả ớt vào đây này. Cái này mà ở Việt Nam mà có giềng thì cho thêm một nhánh giềng vào thì ngon lắm. Nhưng mà bên này không có giềng. Đã xong. Mọi người ơi, cà pháo mình mới muối xong rồi này. Cái thùng này thì mình để gửi cho cái Tiên. Còn của mình thì mình muối vào cái thùng nhỏ ở đây này. Đây. Tại vì nhà mình chỉ có một mình ăn thôi. Chồng mình với hai đứa nhỏ cũng không có biết ăn cà pháo ấy, cho nên là mình muối một ít một. Cái cà pháo này thì lúc làm thì mình cho vào cái bình thủy tinh dài như thế này này. Nhưng mà khổ nỗi nó không để được bao nhiêu ấy, được có tí thôi. Thế là mình phải mua cái thùng nhựa như thế này. Chắc là mình sẽ dặn Tiên là bao giờ nhận được ấy, thì chuyển sang cái bình thủy tinh bảo quản cho nó an toàn ấy. Chứ thực phẩm mà mình bảo quản lâu mà mình để trong cái bình nhựa này thì nó không tốt cho sức khỏe đó. Ngon chưa? Mình thì mình ăn vừa rồi nhưng mà không biết là có phù hợp với khẩu vị của cái Tiên không nữa. Thôi bây giờ mình chuẩn bị đi ra bưu điện rồi nha mọi người. Mình sẽ cho vào túi đen bọc lại. Người ta nhìn người ta hỏi nó là cái gì mình khó trả lời, tại vì ở bên Hàn ấy không có cả pháo như thế này đâu. Hai cái đứa này, này. Người thấy không? Tiếng của nó còn to hơn tiếng mình đấy. Đây này, Min Chu với Đông Quân này, hai anh em đang trong phòng chơi này. Đang nói chuyện gì đấy? Mọi người ơi, bây giờ gần 5 giờ rồi mà vẫn còn đang ở ngoài. Kiểu ban ngày thời tiết nó mưa nhiều đó cho nên không có đi được. Thế là vừa nãy nó tạnh tí này, tranh thủ có cái việc gì thì đi. Chồng mình hôm nay bảo là thèm cá cho nên là đang đi đến cái chỗ quán mình mua cá sốt á. Bây giờ là mình đang đợi đèn đỏ đó mọi người, tranh thủ đi rồi về cho chúng nó ăn cơm.
Ở Việt Nam thì không biết có mưa nhiều không, nhưng mà Hàn Quốc năm nay mọi người ơi, mưa gọi là ngập nước ngập cái luôn. Vừa nãy vội quá lấy dép của Đông Gân đi, hai mẹ con đi chung. Giờ mình đi vào cái quán này đã nhá. Quán ở ngay nhà mình. Chị mua nhau thế à? Đấy, án gì? Một cô chip phô. Để để không sao đi ra em ơi. Để chúng ta xe ạ. Để. Mình mua được rồi mọi người ơi. Gọi điện trước nên là rất là nhanh này. Người ta làm sẵn là mình chỉ việc đến lấy thôi. Vừa nãy mình vào trong lấy cá đó mọi người. Cái bà chủ quán ấy, bà ấy biết mình mà, tại vì nhà mình hay ăn của quán của cô này, cô làm rất là ngon với lại rẻ nữa. Mọi ngày thì mình mua có 20 hoặc là 25 nghìn thôi, nhưng hôm nay mình mua những 30 nghìn. Thế là cô ấy hỏi là hôm nay có khách à? Đây, mang cho bố cái. Wow. Apa chưa? Wow. Mỗi đứa ăn cái, mang cho bố cái nữa. Nhanh lên, không ăn à? Đông Cơ nó đang mang cho bố nó. Ừ, ăn đi. Ăn xong rồi để trong tủ đá. Minh Chu ăn những tông chi này toàn đó. Minh Chu nó còn chọn nữa. Đông Cơ đang đợi mẹ về ăn kem ấy. Nói là thèm từ hôm qua nay mà mưa không có đi ra ngoài mua được. Minh Chu bây giờ đang cho vào trong một tủ đá này. Ngon không? Sáng luôn. Về phát là đồ đã quăng hết đây. Không có thang máy á, leo lên tầng 4 mệt. Xin chào mọi người. Xin chào bà Quang. Bây giờ mọi người ăn cơm cùng với gia đình mình nhá. Ô, maskita. Đông Gân nhà mình nó khoái cái món này. Minju. Minh Chu는 어떤 걸 다 살줘야 돼. 그거 이거 아니야 이거. 다시 알아서 빼세요. 나도 이거 할 거야. 그럼 아니. 다시 빼라고요? 생각을 줄게. 아 제가 지을 거. 알았어. 웃어줘. 내가 집일 거야. 나물. 와 먼저. 우리 다 이런 거 먹어. 먹어봐. 나 왜? 아, 그래서. 정 mình anh chấm với cái wasabi đó mọi người. Cay thế mà ngon. trời ơi, trời thì mưa xong rồi âm u, ăn cái món này là ngon nhất luôn đó mọi người. Cái này là cái ruột của nó hay sao ấy, ngon lắm. Và bánh xếp. Hai đứa đang kêu nó cay. Yes. Chồng mình anh cũng thích ăn cái ruột này đó. Cái wasabi gì mà nó xanh lé kia rồi. Mà chồng ấn xinh. Không ngon này ăn đi con. Ok. Ăn cả rau vào nữa. Ra, sao đông cơ? Ăn đi, ăn cả rau vào nữa. Thật chị. Cô này nó lại không ăn rau. Ăn thì lớn nhanh còn làm răng. Chồng mình bảo lại quay có hai đứa không quay cho anh ấy. Đấy, ui dồi ôi. 1, 2, 3, 2. Bọn anh là về nhà công đẹp. Đồng cơ đang hỏi vô là cái gì? Yêu. Yêu của anh có yêu. Yêu. Có dài không? Yêu. Yêu.
이선 씨가 제일 좋아하는 거 아니에요? 응. 먹여주기. 아, 먹여주기? 정말? 먹여주기. 막 할머니랑 같은. 아빠가 무슨 물 따는 콩나물도. 민준이랑 많아. 먹으면 좀 애나. 맛있는 거. 아시도 그냥 아시도? 응. 콩나물 좀 넣고 조금만 뜨거. 콩나물 좀 넣고. 호호호호호. 미나리 미나리 미나리. 호호호. 아 너무 멀리야 가까이. 더 이건 더 해야 하는데. 오케이 아. 민주를 사랑을 더 많이 하는데 어떻게 하지? 민주도 줘야 되나? 응? 아니요. 저 이 나무를 자 저런 거면 좀 후 불어서 그래 아 그래 우리 알면서 예 아 버스 언니 뭐라 하네? 민주 자 민주 면 버스 알아서 빼라고요? 그 다음에 그 몇 개만 나쁜 건 없어 그러면 먼저 이거 좀 이제 안 나 우유 좀 우유 좀 우유 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 내놔 nhà mình thì ít ăn cá lắm nhưng mà chỉ có mỗi cái loại cá này là mua về ăn thôi chứ những loại cá khác là không bao giờ đi nhà hàng ăn mà mua về ăn bao giờ. Ta chuyển gì chắc chắn không phải. À, không có những cái chua sẽ chỉ. Không. Không mặn đâu. Ừ. Tôi. 그쪽으로 연기가 가? 응. 어디 가? 바로 꺼야지. 그럼 여기 선풍기 있었어요? 아, 맹 bảo tắt bếp đi thì không tắt nhưng mà hai đứa nó bảo thì mẹ tắt. 콩나물 애들 안 먹어. 또 아니 저 맹 không nghe lời con hơn là lời vợ luôn á. 고기만 먹어. 딱 뜨거. 봐봐 뜨겁다. 여기. 응. Ở bên Hàn á thì người ta ít ăn cá hơn ở Việt Nam mình. Ngày xưa thì mình cũng không biết đâu nhưng mà từ ngày làm clip này thấy nhiều bạn báo nói mình để ý công nhận là ít ăn cá. Ví dụ như là có khách khứa đến nhà đó, thì người ta không bao giờ mua cá về tiếp khách bao giờ đâu. Bạn này là mua thịt về nướng hoặc là làm các cái món từ thịt thôi. Thịt nhiều vậy. 이거 좋아해 나 진짜 이거 황금 비율이다 이거 봐봐요 부드러운 거 있고 고기 있고 띄어? 맹건 여태 저놈 건 안 비행관 민주도 하나 줄까? 아니요 ở bên Hàn thì người ta không có ăn cá đồng như ở Việt Nam mình đâu như dạng cá chấm, cá chép, cá mè là người ta không ăn mình cũng không hiểu tại sao nhưng mà người ta chỉ có ăn cá biển thôi hai đứa kiểu quay đứng dậy này chắc để tí nguội nguội rồi cho nó ăn xong. Phải công nhận là để những cái người ăn cay thì ăn cay mà cái mặt còn tỉnh bơ. Mình ăn cay tí là nước mắt nó mũi là chảy ra. Đúng rồi, biết nhưng được gì. Hai đứa nó ăn xong rồi bây giờ nó đi vào trong phòng đó mọi người. Tại vì cay quá mới nóng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Rồi, hả nào, dùm xếp. Cảm ơn mày, à, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Bây giờ còn có hai ông bà già ăn với nhau. Cái cá này thì không biết có phải là cá mặt quỷ không nhỉ? Nhưng mà ở bên tên tiếng Hán dịch ra tiếng Việt là mắt quỷ. Tại vì cái hình thù nó xấu xí ấy. In ơ một cơ lực hình là nó Phá tầm Nêm-xe, hưng nêm-xe Hưng nêm-xe 때문에 그 싫어해, 냄새를 제거할 수가 없어서 그래서 바다는 바다는 흙 냄새가 없어, 흙 냄새 그래서 안 먹는 거야? 흙 냄새를 싹 빼야 되는데 그거 무지 힘들어 그래서 탕, 아 그 뭐지? 야구로만 먹는 거야. 즉, mình vừa hỏi chồng mình là tại sao ở bên Hàn người ta không ăn cá đồng mấy đó mọi người. Thì chồng mình bảo là
Tại vì người Hàn á, người ta ăn những loại cá đấy nó có những cái mùi bùn với lại cái mùi đất đó mọi người, cho nên người ta không có thích ăn, là vì lý do như vậy á. Cho nên là họ chỉ có ăn cá biển thôi, cá đồng họ không ăn. 옛날에 많이 먹었어. 옛날에는 영양으로 그냥 먹고 살기 좀 그러니까. 지금 cái thời xưa thì người ta cũng ăn nhiều á, tại vì cái ngày nó khó khăn nhá, chứ bây giờ là người ta ít ăn á. Những cái loại cá đồng á, thì người ta chủ yếu là làm thuốc bắc đó mọi người, chế biến các loại thuốc thôi. Thỉnh thoảng ra chợ thì người ta cũng bán, nhưng mà thấy chả ai mua về làm ăn bao giờ. Như ở Việt Nam mình mà mua được cái loại cá chấm, cá mè xong rồi về nấu riêu, nấu canh chua ngon đúng không? Mọi người hôm nay mình quay đây thôi. Bây giờ chồng mình anh chưa có ăn xong đâu, còn ăn lâu nữa, nhưng mà mình sợ cái clip nó quá dài á. Cho nên là mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của gia đình mình. Nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn.